Nếu bạn muốn quay một cảnh bản thân bắt đầu một ngày mới từ việc dậy sớm và rời khỏi chiếc giường của mình, điều bạn phải làm đầu tiên đó là dậy sớm hơn 10 phút trước giờ cần phải dậy. Bật máy ảnh lên, setup góc quay, bấm nút quay, rồi lại nhảy lên giường và giả vờ ngủ thêm một lúc. Đến khi chuông báo thức kêu thì lại bật dậy như thể ta vừa trải qua một giấc ngủ ngon vậy. Làm daily vlog nó là như vậy đấy các bạn ạ. Chào mọi người, là mình Kira đây. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ toàn bộ quá trình mình làm một daily vlog về cuộc sống hàng ngày. Đây sẽ không phải là một video tutorial hướng dẫn, mà sẽ là những chia sẻ liên quan đến phong cách làm vlog của mình, những dụng cụ mình sử dụng và một số thao tác quay và chỉnh sửa vlog. Hy vọng là video này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về cái hậu trường đằng sau một daily vlog, cũng như là truyền thêm một chút cảm hứng cho những ai đang ấp ủ ý định làm daily vlog cho bản thân hoặc là gia đình. Đầu tiên thì hãy cùng tìm hiểu một chút về khái niệm daily vlog. Daily vlog là một vlog có chủ đề về cuộc sống hàng ngày của bản thân. Hay theo cách hiểu của mình thì daily vlog chính là nhật ký cá nhân được lưu lại dưới dạng video để giúp người xem hình dung được rõ hơn về cuộc sống thường nhật của người làm daily vlog. Mỗi người sẽ có một style quay daily vlog khác nhau. Với những người thường xuyên đi ra ngoài như đi dã ngoại, du lịch hay là đi lại trong phố thì có thể trong video của họ sẽ có nhiều cảnh quay động, tức là vừa đi vừa cầm máy quay để quay. Còn phong cách quay daily vlog của mình thì có hai nét đặc trưng cơ bản, đó là tĩnh và cận. Tĩnh ở đây là việc mình luôn đặt máy quay ở một vị trí cố định, ví dụ như trên một chiếc tripod để quay vlog, chứ không vừa cầm vừa quay. Còn cận ở đây, tức là mình thường hay đặt máy quay ở gần với chủ thể, qua đó giúp cái khung hình có thể tập trung chỉ vào một vài đồ vật, cũng như là thu được tiếng động một cách chân thực hơn. Và đây cũng là phong cách quay vlog mà một số YouTuber nổi tiếng người Hàn như là Hey Grindle, Swedu hay là Honiki thường xuyên sử dụng. Hey Grindle cũng chính là vlogger đã truyền cảm hứng để mình quyết định làm daily vlog từ mùa hè năm 2019. Khi nào thì mình làm daily vlog? Mình không có một lịch trình cụ thể là khi nào phải làm daily vlog. Thay vào đó thì khi nào cảm thấy rảnh rỗi, có hứng, hoặc khi nhận thấy ngày hôm tới có một chút gì đó đặc biệt muốn lưu giữ lại bằng video, thì mình sẽ tính đến việc quay vlog. Và điều này sẽ dẫn đến một câu hỏi khác. Mình có chuẩn bị gì trước khi quay daily vlog? Hay nói cách khác thì mình có lên content, nội dung một cách cụ thể cho daily vlog không? Câu trả lời là không. Nếu như làm vlog theo kiểu chia sẻ thông tin thì mình còn dành thời gian để lên nội dung, lập dàn ý, viết script cho những gì bản thân sẽ nói trong video. Còn về daily vlog thì mình gần như là không hề lên content gì cả. Tất cả nó đều phụ thuộc vào cái flow hay còn gọi là nhịp trôi của ngày hôm sau nó sẽ diễn ra như thế nào. Tất nhiên là mình cũng sẽ nghĩ trước xem bản thân có thể làm những gì để cho vào daily vlog. Nhưng nhìn chung là sẽ không lập quá chi tiết, bởi như vậy thì cái daily vlog nó sẽ không phản ánh được một cách thực tế về ngày hôm đó của mình. Nói qua về dụng cụ thì mình đã và đang dùng máy ảnh Fujifilm X-T20 để quay daily vlog với hai ống kính, thứ nhất là 18-55mm f2.8-4 và 2-35mm f2. Đối với những ai không sành về máy ảnh thì mấy con số này trông có vẻ hơi khó hiểu. Nhưng mà để mà giải thích đơn giản hơn thì mình dùng ống số 1 để quay một số khung cảnh rộng hoặc là cảnh động vì ống này có chức năng chống rung. Trong khi đó thì ống 2 sẽ được dùng để quay cận hay là quay trong môi trường thiếu sáng vì khẩu lớn. Tức là chỉ số F nó càng nhỏ thì ánh sáng sẽ vào càng nhiều, cũng như là ống này sẽ giúp xóa phông tốt hơn nên sẽ làm nổi bật chủ thể trong video. Để có thể thu tiếng tốt hơn thì mình có sắm thêm một chiếc micro ngoài có tên là Rode Video Mic Go. Mình có hai cái tripod, một cái nhỏ là Manfrotto Pixie Mini và một cái to của hãng Beke, mã hiệu là Q999H. Cái nhỏ thì thường sẽ được sử dụng để quay những cảnh quay siêu cận, ví dụ như là quay cảnh học bài, hay là dùng để quay lúc đi ngoài đường vì nó nhỏ nên dễ cầm. Trong khi đó thì tripod to nó được sử dụng thường xuyên hơn trong đa số các cảnh quay trên daily vlog của mình, vì mình có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao và di chuyển qua lại giữa nhiều góc quay. Nói về thao tác quay thì trước tiên, dựa vào nội dung cảnh quay, góc quay hay là một vài yếu tố khác mà mình sẽ chọn sử dụng tripod nhỏ hoặc to, hay là ống số 1 hoặc ống số 2. Cơ mà combo mặc định của mình thường sẽ là ống số 2, 35mm f2 và tripod chân máy ảnh cỡ lớn. Khi đã setup xong dụng cụ thì việc tiếp theo tất nhiên là tìm chọn góc quay để đặt máy ảnh. Đối với một cảnh quay thì tốt nhất là nên chọn khoảng 2-3 góc quay. Như vậy thì cảnh quay nó sẽ đỡ bị nhàm chán, người xem cũng sẽ tận hưởng được một cái cảnh trong video qua nhiều góc độ khác nhau. Nhưng cũng có lúc mình chỉ chọn một góc quay cố định, ví dụ như là khi học chẳng hạn. Nếu mà cứ 5 phút lại thay đổi một góc quay thì hiển nhiên là cái sự tập trung khi mà học nó sẽ bị giảm. Vì thế, đối với study vlog hay là những cái daily vlog có cảnh quay mình ngồi học bài,
Thường thì mình sẽ đặt cố định một hoặc hai góc quay và bấm quay trong khoảng thời gian dài hơn, ví dụ như là 10 cho đến 15 phút. Nói về kinh nghiệm chọn góc quay đẹp thì mình chỉ biết khuyên các bạn là quay càng nhiều thì càng quen và sẽ khám phá ra được rất nhiều góc quay thú vị. Chọn được góc quay đẹp rồi thì bấm máy và chạy vào khung hình để diễn thôi. Khi quay thì mình hạn chế sử dụng chế độ AFC, tức là lấy nét liên tục. Vì kể cả khi quay cảnh tĩnh thì chỉ với một số cử động nho nhỏ, ví dụ như di chuyển cánh tay, xoay vai, cũng sẽ khiến khung hình bị mất nét và máy ảnh sẽ liên tục tìm nét, dẫn đến tình trạng là cảnh quay sẽ không còn tĩnh nữa, mà nó cứ bị focus vào vật này, vật kia. Để tránh các phải tình trạng này thì mình sử dụng chế độ AFS, tức là lấy nét sẵn trên khung hình, và cố định chỗ đó và bấm nút quay. Nhiều khi muốn lấy nét vào bản thân mình trong khung hình, nhưng vấn đề là phải lấy sẵn nét và bấm quay trước khi mình nhảy vào khung hình, thì lúc đó mình sẽ đặt một đồ vật nào đó có vị trí gần với vị trí cơ thể của mình, ví dụ như là chiếc guitar, rồi lấy nét vào đồ vật đó rồi bấm nút quay. Hoặc cũng có lúc mình phải sử dụng chế độ lấy nét tay, hay còn gọi là manual focus. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn quy trình mình cắt ghép và chỉnh sửa vlog trên phần mềm Adobe Premiere Pro. Về cách sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm này thì bạn có thể xem các video hướng dẫn trên YouTube. Còn trong video này thì mình sẽ chỉ nhấn mạnh vào những cái trình tự mình thực hiện trong lúc edit vlog. Bước 1 là tạo project và import toàn bộ các cái video đã quay. Hầu như ở bất kỳ phần mềm chỉnh sửa video nào cũng sẽ bắt đầu với hai thao tác này. Bạn tạo một project, ví dụ như là Daily Vlog số 1. Sau đó, mở đến thư mục chứa tất cả các video đã quay trên máy ảnh và import vào project đó. Bước 2, cắt và ghép các video vào với nhau để tạo một bản draft. Khi đã import xong thì việc đầu tiên mình làm đó là bấm vào từng video và chọn ra một đoạn mà bản thân cảm thấy ưng ý nhất, rồi chỉ đem phần đó vào cái timeline của video. Timeline ở đây có thể hiểu là dòng thời gian nơi bạn sắp xếp thứ tự các cái đoạn phim cho sản phẩm cuối cùng. Bạn cũng có thể kéo toàn bộ các cái file video vào timeline trước rồi mới cắt bỏ các cái đoạn thừa thãi. Nhưng mình thì cực kỳ hơn một chút là check từng video một và cắt sẵn rồi mới đưa vào timeline sau. Tất nhiên là sau đó thì mình vẫn phải cắt ghép thêm một lần nữa trên cái dòng thời gian. Bước 3, tạo đoạn intro. Nếu xem daily vlog của mình thì bạn sẽ thấy khoảng 20 đến 30 giây đầu sẽ là một đoạn intro ngắn, tổng hợp một số cảnh quay được xuất hiện chỉ trong 1 hoặc 2 giây để giúp người xem hình dung được toàn bộ daily vlog nó như thế nào. Bước 4 là tìm nhạc phù hợp cho daily vlog. Chọn nhạc cho vlog cũng tốn khá nhiều thời gian đó các bạn ạ. Để chọn được một bài nhạc ưng ý thì mình cũng phải mất khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng để tìm trên mạng, tải về, ghép thử vào dòng timeline của video xem nó có hợp mood không, nếu không thì lại quay lại thao tác tìm. Hiện tại thì mình đang sử dụng nguồn nhạc từ Epidemic Sound. Đây là một kho nhạc chứa đựng rất nhiều thể loại nhạc khác nhau như lo-fi, jazz, piano hay là cả nhạc acoustic có lời. Tuy vậy thì đây là kho nhạc mất phí, mỗi năm mình sẽ phải đóng một khoản là 144 đô để có thể truy cập và sử dụng nhạc từ đây. Trước đây thì mình hay lên YouTube tìm kiếm những cái kênh chuyên chia sẻ nhạc không vướng bản quyền, no copyright song, kể đến như là BGM President, Sabiel, Pe Piano hay là Ducky Music. Bước 5, cắt ghép video trên dòng timeline. Đây là bước mà mình sẽ cắt ghép lại các cái đoạn video được đưa vào timeline trước đó một cách hoàn chỉnh hơn, cũng như là sao cho nó khớp với cái độ dài của một bài nhạc. Trong bước 5 này thì có một điều mình cần chú ý, đó là điều chỉnh âm lượng của từng đoạn video. Sẽ có những video bị tiếng ồn xung quanh át thì phải cho nó nhỏ xuống. Còn có những cái đoạn quay cận nào mà muốn người xem cảm nhận rõ được âm thanh đó thì mình sẽ kéo volume cao lên. Đồng thời thì mình cũng sẽ chỉnh âm lượng của nhạc nền phù hợp sao cho nó không quá nhỏ, cũng như là không quá to để lấn át âm thanh thực của các video. Bước 6 là tạo phụ đề. Đa phần các daily vlog của mình sẽ theo thể loại silence vlog và thường sẽ không có lời nói. Vì vậy, để có thể truyền tải nội dung thì caption hay subtitle sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng. Nó giống như một phương thức storytelling vậy. Đây cũng là khâu cần có sự đầu tư về thời gian, vì nghĩ ra được một mạch câu chuyện hấp dẫn cho daily vlog không phải là chuyện dễ. Nếu chỉ viết sáng nay tôi dậy lúc 6 giờ, sau đó ăn sáng lúc 7 giờ, rồi ngồi học từ 8 giờ thì chắc chắn nó sẽ rất nhàm chán. Làm daily vlog được 2 năm rồi nên ít nhiều mình cũng biết cách xây dựng được một mạch kể chuyện không bị nhàm chán, cơ mà cũng chưa đến mức quá hấp dẫn. Tất nhiên là cái này còn phụ thuộc vào cảm nhận của từng người xem, nhưng nếu người xem cảm thấy được truyền cảm hứng hoặc thấy vlog có ích thì chứng tỏ những câu cú mình viết trên video nó phần nào có sự ảnh hưởng nhất định. Bước thứ 7 là chỉnh màu cho vlog. Đây là bước tốn ít thời gian nhất nếu so với khâu cắt ghép, tìm nhạc hay là tạo caption. Nhờ màu sắc siêu đẹp của Fujifilm mà mình cũng chẳng cần phải chỉnh sửa nhiều,
chỉ cần color grading một chút xíu, giống như là kiểu bạn apply một filter lên ảnh bạn vừa chụp vậy. Bước thứ 8 đó là trích xuất video. Khi đã hoàn thành xong khâu biên tập chỉnh sửa thì ấn nút export và ngồi đợi thôi. Bước 9 là tạo thumbnail, ảnh cover cho vlog. Làm xong vlog thì vẫn phải nán lại một chút với Adobe Premiere Pro để tạo nốt cái ảnh nền cho video. Thường thì mình sẽ lấy luôn trong các video bằng cách chọn ra một cảnh quay phù hợp và screenshot lại, sau đó thì chèn thêm chữ nếu cần thiết, cũng như là chỉnh màu ảnh cho nó đồng bộ với các ảnh nền của video khác đã upload trên YouTube trước đó. Và bước cuối cùng, bước số 10, đó là đăng video lên YouTube. Làm một daily vlog nhìn chung cũng khá là mệt, nhưng làm daily vlog sẽ đem lại cho mình những cái niềm vui khó có thể tìm thấy ở các thể loại vlog khác. Như mình đã nói trước đó thì làm một daily vlog thường sẽ không cần chuẩn bị dàn ý, bởi nội dung của video sẽ phụ thuộc vào nhịp trôi của ngày mà mình có ý định quay vlog. Vì thế mà mình có thể thỏa sức sáng tạo và tùy cơ ứng biến với những cảnh quay trong ngày hôm đó. Làm một daily vlog tuy đòi hỏi mình phải dành nhiều thời gian cho việc tìm, nghe và chọn nhạc nền phù hợp, nhưng chính việc ngồi nghe và chọn BGM cũng là một niềm vui đối với mình. Nhiều lúc ngồi nghe mà người cứ lắc lư theo giai điệu nhạc, đến lúc nhận ra thì 30 phút đã trôi qua. Làm một daily vlog cũng chính là cách giúp mình duy trì động lực làm YouTube mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố bên ngoài như các con số hay là những kỳ vọng. Bởi làm daily vlog trước hết là làm cho chính bản thân mình. Nó chính là một dạng nhật ký video giúp mình lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của một ngày bất kỳ. Và chừng nào YouTube còn sống thì những khoảnh khắc thường ngày được mình lưu lại trên video cũng sẽ luôn ở đó. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Nếu có thắc mắc gì về quá trình làm một daily vlog thì hãy cho mình biết ở dưới mục comment nhé. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn trong một vlog khác. Bye!